Gì kỳ vậy ta? Bữa thấy bà già bà gói ghém nhiều thứ lắm mà. Không lẽ không có thứ gì liên quan tới chuyện ngày xưa sao? Không lẽ bà bỏ dưới quê? Nhất định phải đi về quê tìm mới được. Má mệt không má? Cũng hơi mệt mệt con. Uống thuốc rồi mà sao nó cứ... Con phải công nhận là cái chùa ở trên này á đông hơn chùa với mình ha con ha. Dạ. Má ngồi đi. Con. Dạ. Hồi nãy trong chùa má có xin lá bùa, má cho con nè. Dạ. Con cảm ơn má. Cất cứ kỹ đừng làm mất nha con. Dạ. Đi cơ đi. Nè, tôi kêu bà dẫn má đi chùa cho lâu lâu chút xíu. Làm gì về sớm vậy? Má mệt rồi, má đòi về. Mệt thì đưa má vô uống cà phê, ngồi lâu lâu, nằm võng chút xíu cho bà khỏe. Con nói nhưng mà má không chịu. Bà không chịu không biết ép bà hả? Hiền khô, vợ ép. Nè, làm cái gì mà ăn hiếp con húng vợ vậy? Bỏ đi, mau mau vô chuẩn bị đồ, đưa má về dưới quê đi. Khám bệnh rồi thì về, ở đây làm cái gì nữa? Má, bây giờ má phải trả lời cho tôi biết thật sự nha. Không thôi là tôi không đưa má về quê đâu á. Tôi có phải là con đẻ của ông Màu không? Tao nói không phải là không phải. Nè, mày đừng có tưởng là mày không đưa tao về quê là tao tự đi một mình không được nha. Nè, tôi không cho má về sao má về được? Má. Má ơi, má mệt rồi, má nghỉ nha má. Phải trả lời cho tôi biết chứ, má. Ông để cho má nghỉ được không? Con đưa má nghỉ. Má. Má. Má tưởng là má không nói cho tôi biết, tôi không biết đi tìm hiểu hả? Thăm dò từ má mà không được á, thì mình thăm dò từ phía ổng. Phải chi có tấm hình của má hồi trẻ, mình đưa cho ổng là được rồi. Tức thiệt chứ. Ông cần gì? Ông tìm ai? Không cần gì thì đi đi. Nó lo lo cái gì? Ủa, vô duyên nha. Ở đây không có bạn cắm mắt mới gì, cấm tôi đứng ở đây. Ông nói chuyện hề quá. Chưa kể tôi thấy ông rình rình mó mó cái gì ở đây. À, chắc là muốn kiếm chuyện gì ở đây phải không? Không có nha. Ê, tôi nói cho ông biết nha, đây là công ty nha. Trời mời chứ. Ông đi ra nha. Cái chỗ này đâu cấm. Mời ông đi ra chỗ này đâu. Nè, buông ra coi. Tôi mời ông ra khỏi đây. Nè, bây giờ cấm cản ta đứng vậy hả? Mày đi ra khỏi đây. Mày buông tôi ra. Ôi da. Dạ. Có chuyện gì vậy? Bớ người ta bảo vệ đánh người. Đừng có ăn dạ nha. Dạ. Bớ người ta bảo vệ đánh người. Tôi đánh người ta vậy. Dạ con chào chủ tịch. Có chuyện gì vậy? Dạ có cái ông này, ổng cứ rình mò trước cửa công ty mình hoài. Con đuổi ổng nãy giờ ổng không chịu đi. Không có, không có. Tôi chỉ thấy công ty đẹp quá cho nên tôi đứng tôi dòm thôi mà. Làm gì đuổi tôi dữ vậy? Ông núp đây nè, nè. Không có bằng chứng, không có nghĩ xấu người ta vậy. Thấy không? Người ta sắp tới không được xô xát trước cổng công ty như vậy. Dạ. Thôi đi làm đi. Dạ. Để chú nói chuyện. Con xin lỗi chủ tịch. Dạ. Dạ. Cậu có sao không? Dạ con không sao. Tôi xin lỗi nha, bởi vì bảo vệ hơi nóng tính. Dạ lỗi là lỗi của con á, đừng có trách cái anh bảo vệ đó tội nghiệp ảnh. Tại con làm cho ảnh hiểu lầm á. Con ở dưới quê con thần tượng chú lắm, con lên đây con tính gặp chú. Dạ con chỉ cần bắt tay thì với chú một cái là con mãn nguyện rồi. Dạ cảm ơn chú. Sao nãy không nói để bảo vệ nó mời vô sảnh uống nước, gọi tôi bằng chú Màu được rồi. Dạ, chú tốt quá. Hàng chi báo chí nhắc tới chú hoài luôn á. Nói thiệt với chú chứ con không có cha. Cha con bỏ con từ nhỏ lận. Con thì con thần tượng chú lắm. Con ước gì có một người cha giống như chú vậy á. Càng nhìn á thì càng thấy ổng có nét giống mình thiệt chứ. Chú ơi chú, không mấy chú cho con xin một tấm, chụp với chú một tấm để kỷ niệm được không chú? Được chứ.
Dạ. Dạ. Dạ cười nha chú. Dạ. Đẹp quá, đẹp quá. Tắm nữa nha chú. Đó. Dạ con cảm ơn chú. Rồi. Con cảm ơn chú. Dạ. Yeah. Dạ. Ở chú đi nha. Dạ con cảm ơn chú. Bà còn gì để giải thích nữa không? Trời đất ơi, sao nó lại... Nó... Đủ rồi. Bà đúng là đồ nham hiểm hai mặt. Trước mặt tôi thì khóc lóc xin xỏ, còn sau lưng thì xúi biểu con trai của mình tiếp cận với ông Màu. Bà có ý đồ gì? Không không không, tôi thề với bà, tôi thề với bà là tôi không có biết gì hết. Nó có hỏi nhưng tôi không có kể gì cho nó nghe hết mà. Tôi không cần biết bà làm cách nào. Nếu còn thêm một lần nào nữa thì bà cũng có con, có cháu, thì bà cũng phải hiểu. Tôi sống tới từng tuổi này không có chuyện gì mà tôi không dám làm đâu. Bà ơi, cái chuyện năm nay tôi không dám làm trái gì bà hết á. Thậm chí mà khi mà tôi sanh đàn Dũng á, bị gạn hỏi cách mấy, tôi không bao giờ nghe về nữa lời về cha của nó. Vậy ông Màu là cha của nó hả? Không phải. Bà đừng có chối nữa. Thì ra, thì ra hồi đó bà có bầu với ông Màu mà dám qua mặt tôi hả? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi bà. Vì lúc đó tôi cũng nỡ bỏ bào thai đã hình thành. Tôi xin bà, tôi cam đoan với bà chuyện này chỉ có một mình tôi với bà biết thôi. Trong đời tôi chưa bao giờ có ý định là cho con tôi gặp lại cha nó. Tôi thề với bà. Nếu chuyện này dở lỡ ra ngoài thì sao? Không không, tôi xin bà, tôi thề với bà, tôi đảm bảo với bà là chỉ một mình tôi biết, tôi không cho ai biết đâu. Dạ. Tôi đã nguyện với bà, khi tôi chết đi, tôi sẽ đem tất cả sự thật đem xuống mộ. Tôi thề với bà, bà tha cho mấy đứa nhỏ. Xin bà. Tốt nhất là nên như vậy. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn. Bà chưa xong với tôi đâu. Bà nên dừng lại mọi chuyện ở đây, đừng có khơi lại quá khứ làm gì. Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có giới hạn thôi đó. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn. Bà cũng có con có cháu, thì bà cũng phải hiểu. Tôi sống tới từng tuổi này không có chuyện gì mà tôi không dám làm đâu. Má đâu về vậy má? Đâu có đi đâu đâu. Đi vòng vòng đây thôi. Vòng vòng gì? Sài Gòn má có quen ai đâu đi vòng vòng. Má đi tìm bà Vân đúng không? Nè, tại sao con tự ý tìm ông Màu chứ hả? Má coi đi, tôi với ông Màu giống nhau như hệt. Vậy mà má nói không phải cha con. Má đừng có tự tôi ngu nha. Mày im đi. Mày với ông Màu chẳng có liên quan gì với nhau hết á. Nè, 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 nè. Má đứng lại đó. Má đừng có xạo với tôi nha. Tôi cho má biết là mấy chục năm qua tôi sống cực khổ như thế nào. Trong khi ổng thì giàu sang sung sướng. Tại sao má không nói thiệt cho ổng biết để ổng bù đắp cho tôi chứ? Mày. Nè, 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 nè. Má, 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 má.
Má sao vậy? Má. Má. Nè, nè, nè. Má ơi. Má. Má ơi, má. Má ơi, má có sao không má? Má. Không sao đâu. Má chỉ mệt chút xíu thôi. Trời ơi, ông muốn má chết ông mới vừa lòng hay sao vậy hả? Ông cứ kiếm chuyện với má hoài à. Ai biểu má xảo với tôi chi? Má ơi. Má. Con đưa má vô nghỉ nha. Má. Nói cho tôi biết đi má. 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 Tức thiệt, nhất định mình phải tìm cho ra bằng chứng mới được. Y chang luôn. Làm sao chứng minh được mình là con của ổng đây trời? Đúng rồi, hay là xét nghiệm ADN? Ba Màu. Ba Màu. Cậu là ai vậy? Ba không biết con đâu, cho xin cộng tóc nha. Bao nhiêu mà một công đó hả? Chết cha, con lố rồi. Cậu về đâu? Không được. Cách này lố lăng quá, lộ liễu nữa. Chết rồi, xin lỗi chú. Con quên lỡ chân. Chú có sao không chú? Trời ơi. Trời ơi, máu quá trời luôn. Để con chậm cho nha. Trời ơi. Những gì cần xét nghiệm ADN con đã có rồi, cảm ơn. Cậu làm gì vậy? Thảo mới vừa nói đó, lấy cái này để xét nghiệm ADN để nhận cha con. Cảm ơn ba. Ông vậy đâu? Cách này được nè. Không lẽ mình cứu ổng? Ổng chửi mình. Ê. Nữa. Cũng ông nữa. Tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần rồi, đây là chỗ công ty lớn chứ không phải là chỗ để ông đi chơi. Ê, tao cho mày biết nha mày, tao tới đây là theo lời mời của chủ tịch tập đoàn Minh Quang nha mày. Chủ tịch tập đoàn hả? Sao? Ghê hả? Quá xạo rồi. Ông từ Biên Hòa xả trại ra phải không? Uống thuốc chưa? Đó có vấn đề phải không? Về nhà uống thuốc giùm tôi một cái, đừng có phá tôi nữa, mệt quá. Bởi vậy, bởi cái thứ gì mà không có tầm nhìn vậy, không bao giờ biết ngọc ở trong đá đó. Mày có tin không? Vì cái tầm nhìn của mày mà nó sẽ bóp chết sự nghiệp tương lai của mày đó con. Tương lai của tôi là do tôi tự quyết định ha. Tương lai bây giờ nè, là tôi đuổi ông đi về. Về giùm cái đi cha. Đây, đi về. Ba ơi, gì đây? Có chuyện gì vậy? Buông tay tao qua. Dạ con chào chủ tịch. Chuyện gì vậy? Dạ có cái ông này đầu óc ông bị thần kinh đó chủ tịch. Tối ngày ông cứ tới đây hoài à. Ông còn nói là chủ tịch kêu ông tới nữa. Nó nói đúng rồi đó. Tôi mời tới đây đó. Ba. Ba luôn. Ừ. Nó là con tôi. Thất lạc bao nhiêu năm mới nhìn lại đó. Cậu ngăn cản nó hoài vậy, xin lỗi nó đi. Dạ, con không biết chú là dạ, con xin lỗi, dạ. Lỗi phải gì mày, nghỉ việc đi. Chủ tịch, con không biết thiệt mà, chủ tịch. Nó nói vậy rồi, còn đứng nó làm gì nữa, lên phòng hành chánh lãnh tiền rồi đi về đi. Không có gì, uống cà phê đi, nhiều chuyện chi vậy? Trước tiên, mình phải làm cho ông Màu biết mình là con của bà Lệ cái đã. Tiền cà phê nè. Trời ơi, ghe chiếu Cà Mau còn cắm sào trên bờ kênh Ngã Bay.
nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Bạn tình ơi đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ. Đâm hơi nha. Đâm hơi đỡ hơn ông hát từ bài này qua bài khác. Không có kiến thức gì về cải lương, cái đó người ta gọi là mít cải lương. À vậy đó hả? Hồi xưa giờ mới nghe luôn á. Thì đi đâu đây? Mua bánh mì. Bánh mì hả? Ờ. Vậy hát nghe cũng hay á. Hay hả? Chà, đồ tươi dữ à. Trời ơi, tươi chứ sao không tươi. Mấy ổ? Ổ rồi. Ăn có ổ thì là hát dở nha. Trời ơi, tôi ăn ổ thôi. Nhưng mà sắp tới là mỗi ngày mỗi ăn. Mỗi ngày ăn mới hát hay nha. Đúng rồi. Ờ. Ủa, sao tôi nhớ trước cái này là bánh mì ông Màu mà. Giờ sao có chữ lính ông Màu nữa? Anh lộn hả? Mua bánh mì thắc mắc làm chi? Trời ơi, thì ngày xưa tôi làm lính của ổng. Bây giờ tôi mở tiệm bánh mì, tôi để bánh mì lính ông Màu. À, làm thuê làm mướn hả? Làm thuê làm mướn là chuyện 20 năm về trước nha. Còn bây giờ, tôi là con nuôi của ông Màu. Con chú Màu? Chứ sao? Ủa con chú Màu sao không qua chuỗi bánh mì ông Màu là làm quản lý mà ở đây mở tiệm chi vậy? Chi cho mệt vậy? Một mình làm một tiệm, mình muốn làm mình làm, mình muốn nghỉ mình nghỉ, phải không? Đó, sống phải hưởng thụ phải không? Giống như anh bây giờ phải không? Khỏe mạnh thì ăn bánh mì của tôi, biết đâu ngày mai đâu còn sống nữa ăn bánh mì của tôi. Đúng rồi. Ê trùng tôi cha. Tự muốn bánh mì mà trùng ta chết. Nè. Mà giờ vẫn không giống ông Màu. Tao nói con nuôi. Nuôi gì mà có mặt kỳ. Ủa chú Màu. À, té chú. À, mua bánh mì hả? Dạ. Ngon không? Dạ chưa ăn. Mua bán được không mà nhìn thấy cũng hoành tráng quá nè. Tại đó tía thấy có khách là biết bán được rồi. Tía ngồi đi con làm bánh mì cho tía ăn. Ừ, làm thử coi ăn ngon không? Ngon tao khen. Dở tao chê vô mặt nha. Trời, ngon chứ. Ê mà tôi nhìn kỹ nha. Không giống ổng đẹp hơn ông. Tính nó con nuôi. Con nuôi hả? Ừ. Rồi thôi tính tiền nè. Cẩn thận nha. Đường xe đông lắm á. Trời đất ơi trời, sao trùng hoài vậy cha, để miệng của Duyên dễ sợ. Vậy mới vui không? Ta lợi người ta mua bánh mì, người ta ủng hộ mình. Trù ẻo ta nói tầm bậy tầm bạ không à. Nó mua con ổ mà nó hổ quá trời hổ luôn rồi tía. Nửa ổ cũng vậy nữa. Mình mua bán là làm dâu chăm họ, khách hàng là thượng đế, thấy không? Nói hoài không biết hai cái lỗ tai để đâu. Hai lỗ tai để đây nè mà tức chứ. Bữa tía làm cái lễ nhận con làm con nuôi rồi, mà nó cứ nói là con phải con nuôi của tía. Nó nói là con đẹp gì, tía xấu vậy thì sao làm cho con được. Tức chứ. Ủa nhà tao đứa nào cũng kêu tao bằng ba, có mình mày kêu tao bằng tía là sao? Tía thông cảm đi, tại hồi ở quê á, tía con còn sống, con quen kêu tía rồi. Vậy mày muốn tao giống tía mày đi sớm hả? Trời ơi, dễ dầu gì, tía con á dưới quê bạc mệnh nên mất sớm. Còn tía con phải sống được mấy năm nữa chứ. Tao đó, dự kiến là 110 đó. Đây, kính dâng lên tía. Thử tía. Để đi từ từ, nó gấp. Sống lâu mà. Làm gì tí gầu quá vậy? Phải chi mà cái thằng Quân á, nó chịu làm bấn nửa của con với thằng Quang thôi. Thì tí đỡ biết mấy. Đằng này rong chơi liêu lỏng thiệt tình. Trời ơi, cái đó con nghĩ là phải trách tía đó. Tại tía dẫu quá làm chi, rồi tía làm ra một cái đống tài sản. Bây giờ nó có sẵn, nó ăn, nó làm chi chứ mệt. Với lại con nghĩ cái tuổi nó là tuổi ăn tuổi chơi mà từ từ nó làm, ví dụ tí lo. Ăn chơi cái gì? Hồi đó thằng Quang á, bằng tuổi nó đó, ta làm trưởng phòng kinh doanh rồi. Còn bây giờ nó đó, cà nỉu, đi ăn nhậu, bê tha, không ra cái gì hết trơn thiệt tình. Con người ta đó, mà kế thừa đó, dành với nhau á, sức đầu mẻ chán. Còn nó, nói tới cái vụ kế thừa, nó tránh như tránh tà đó. Thiệt tình ta không biết sao mà nói. Ta nằm xuống, ta không biết để cái tài sản này lại cho ai kế thừa. Trời ơi, tía lo chi xa vậy. Bây giờ tía nằm xuống là con đứng ra con thừa kế tài sản liền. Con phải lo cho tía chứ. Thì chù tao đó hả? Đáng lý là tao sống 110 tuổi mà nhận mày về làm con nuôi đó. Tao sụt xuống 5 tuổi, tao còn 105. Tao đã hỏi người ta rồi. Tao cũng dự kiến là cho mày kế thừa, nhưng ta nói không có được, bởi vì mày không phải là dòng máu, không phải là dòng huyết thống. Thành nữ nếu mà có tài sản có để lại là mày là nhiều nhất đó là cái tiệm bánh mì thôi. Bèo vậy? Ừ. Con nuôi mà ổng còn cho cái tiệm bánh mì như vậy, mình là con ruột,
ông sẽ cho tới cái gì lẫn ta.